hướng được. Con cháu chúng ta không được. Nếu như để đất nước mất vào tay cộng sản thì là cộng sản hưởng, chúng ta không có hưởng gì hết, thế hệ con cháu chúng ta cũng không có hưởng gì hết. Cho nên trong cái vấn đề bảo vệ đất nước, tôi đã kêu gọi toàn thể dân quân làm hai cái công việc. Thứ nhất là đừng có để cộng sản cướp đất, giành dân bằng võ lực, bằng quân sự, bằng hành động xâm lăng, bằng hành động pháp. Vào những năm cuối của cuộc chiến, Quốc hội Hoa Kỳ đã cắt giảm quân viện cho Việt Nam Cộng Hòa. Đồng thời, Hoa Kỳ đã hoàn toàn không có phản ứng sau khi Cộng sản Bắc Việt và Việt Cộng vi phạm nghiêm trọng Hiệp định Paris trong vụ đánh chiếm hai tỉnh Phước Long và Ban Mê Thuột. Về bối cảnh và thời điểm, Việt Nam Cộng Hòa đang ở vào giai đoạn khó khăn nhất trong suốt cuộc chiến đã kéo dài gần 20 năm. Họ không còn đủ khả năng và phương tiện để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ miền Nam. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã có ý quyết định cắt bỏ hai quân khu 1 và 2, chỉ giữ lại quân khu 3 và 4. Trong hai cuộc họp vào ngày 11 và 14 tháng 3 năm 1975 với Đại tướng Trần Thiện Khiêm, Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng và Trung tướng Đặng Văn Quang, Cố vấn An ninh quân sự, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và là Tổng tư lệnh tối cao của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã trực tiếp ra lệnh cho Thiếu tướng Phạm Văn Phú rút bỏ cao nguyên. Việc chỉ huy tổng quát cuộc triệt thoái này được tướng Phú giao cho trưởng tướng Phạm Duy Tất. Lệnh của tổng thống là giữ bí mật tuyệt đối, phải rút nhanh gọn để bảo toàn sự bất ngờ. Tuy nhiên, tính chất tối mật này không giữ được lâu, vì trên thực tế không thể nào có thể giữ được bí mật việc di chuyển cả một quân đoàn. Chỉ có sư đoàn 6 không quân sẽ tự lo liệu để di chuyển toàn bộ lực lượng về căn cứ không quân Phan Rang. Tất cả các lực lượng còn lại của quân đoàn 2 sẽ đi chung với nhau. Toàn bộ các lực lượng chủ lực của quân đoàn 2 hiện diện trong vùng Pleiku, Kon Tum lúc đó bao gồm một tiểu đoàn thuộc trung đoàn 44 của sư đoàn 23 bộ binh, 6 liên đoàn biệt động quân, thiết đoàn 21 chiến xa, 2 tiểu đoàn pháo binh 155 ly và một tiểu đoàn pháo binh 175 ly tầm xa, cùng với liên đoàn 20 công binh chiến đấu và liên đoàn 231 kiểm trợ tiếp vận. Theo kế hoạch mà tướng Phú đã đề nghị tại cuộc họp, liên tỉnh lộ 7, con đường đã được chọn để rút quân. Lý do là vì hai quốc lộ huyết mạch nối liền cao nguyên với Duyên Hải là quốc lộ 19 và 21 đều đã bị các đơn vị Bắc Việt đóng chốt, cắt đứt và phong tỏa. Liên tỉnh lộ 7B là một con đường bỏ hoang, nhưng đó là con đường duy nhất còn lại và có thể tạo ra yếu tố bất ngờ và cần thiết cho cuộc rút quân. Trong bản kế hoạch gồm có 4 bước. Bước đầu tiên, vào ngày 16 tháng 3, Liên đoàn 20 công binh đi đầu tiên, mở đường và sửa chữa cầu. Liên đoàn 6 biệt động quân đi theo để yểm trợ. Ngày 17 tháng 3, các đơn vị còn lại của tiếp vận, pháo binh và quân nghi với một chi đoàn chiến xa. Ngày 18 tháng 3, đến lượt các đơn vị của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, một vài đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 bộ binh, các đơn vị quân cảnh, tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 44 của Sư đoàn 23, và một đơn vị thiết giáp. Bước cuối cùng, ngày 19 tháng 3, các liên đoàn biệt động quân còn lại và các đơn vị thiết giáp cuối cùng đi tập hậu để chặn quân địch truy kích. Ngày đầu tiên của cuộc rút quân diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên vào cuối ngày, thì dân chúng ở Pleiku đã biết chuyện và kéo nhau chạy theo đoàn quân di tản. Cũng trong buổi chiều ngày hôm đó, tướng Văn Tiến Dũng của Bắc Việt đã biết tin về cuộc triệt thoái của quân đoàn và ông ra lệnh cho tư lệnh sư đoàn 320 phải cấp tốc truy kích. Ngày hôm sau, dân chúng bắt đầu nhập vào đoàn quân và triệt thoái bằng đủ tất cả những phương tiện di chuyển mà họ có, khiến cho đoàn quân không thể di chuyển nhanh được. Ngày 18 tháng 3, đoàn quân đến được treo reo và ngừng lại vì công binh chưa làm kịp cầu để bắc qua sông Ba ở phía nam. Bộ tư lệnh tiền phương của quân đoàn 2 dưới sự chỉ huy của trưởng tướng Trần Văn Cẩm đặt ngay tại một trường học trong thị trấn Hậu Bổn. Nhưng ngày tối hôm đó, các đơn vị của sư đoàn 320 Bắc Việt đã bắt kịp đoàn quân triệt thoái tại treo reo và bắt đầu tấn công bằng tất cả hỏa lực mà họ có, gây thiệt hại rất nặng cho đoàn quân và dân chúng đi theo. Rất nhiều quân xa bốc cháy, nhiều trọng pháo và thiết giáp bị phá hủy,
xe cộ và xác người ngổn ngang trên tỉnh lộ và trong thị trấn. Liên đoàn 23 biệt động quân được lệnh tiến chiếm đèo Ban Play ở phía tây thị trấn Treo Rèo để chặn sức tấn công của quân Bắc Việt, kéo dài thời gian để giúp cho công binh có thể làm xong được cầu bắc qua sông Ba. Ngày 19 tháng 3, trận kịch chiến vẫn tiếp tục tại Treo Rèo giữa các liên đoàn biệt động quân và các đơn vị của sư đoàn 320 Bắc Việt đang truy kích. Trong thời gian đó, không quân Việt Nam Cộng Hòa được lệnh ném bom phá hủy tất cả các chiến cụ nặng, không để chúng lọt vào tay Bắc Việt. Sáng ngày 20 tháng 3, đoàn quân triệt thoái cố gắng phá vòng vây của các đơn vị sư đoàn 320 Bắc Việt thoát ra khỏi hậu bổn để tiến về Củng Sơn. Nhưng mới được khoảng nửa đường thì bị chặn lại vì Phú Túc đã bị quân Cộng sản chiếm. Liên đoàn 7 biệt động quân được lệnh tiến lên, tấn công dũng mãnh và chiến thắng, chiếm lại được Phú Túc trong cùng ngày. Các đơn vị của Liên đoàn 4 biệt động quân đã tập hậu và chiến đấu rất can trường vào những giây phút cuối cùng. Ngày hôm sau 21 tháng 3, đoàn quân tiếp tục tiến về Củng Sơn, mặc dù vẫn tiếp tục bị địch quân truy kích. Trên đường đi, sau khi ra khỏi Phú Túc, tình hình rất hỗn loạn. Liên đoàn 6 biệt động quân tại phòng tuyến phía tây Củng Sơn đã chiến đấu rất ác liệt để chặn đứng các cuộc tấn công của trung đoàn 64 Bắc Việt nhằm giúp cho công binh hoàn thành cầu phao để bắt ngang qua sông Pha. Ngày 22 tháng 3, đoàn xe bắt đầu vượt sông Ba, sử dụng tỉnh lộ 436 để tiến về Tuy Hòa. Các tiểu đoàn 35 và 51 thuộc Liên đoàn 6 biệt động quân tiếp tục bám giữ phòng tuyến tại Củng Sơn để bảo vệ phía sau của đoàn quân. Tiểu đoàn 34 thuộc Liên đoàn 7 biệt động quân tiến về phía trước, nhổ từng chốt chặn của Cộng sản để giúp toàn quân triệt thoái tiến về Tuy Hòa. Ngày 27 tháng 3, vào lúc 9 giờ tối, những chiếc quân xa đầu tiên của đoàn quân về đến được Tuy Hòa. Về mặt hậu quả, cuộc triệt thoái này là bước đầu của tiến trình sụp đổ nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng của Việt Nam Cộng Hòa. Ít nhất 75% lực lượng chiến đấu của quân đoàn 2 đã bị thiệt hại. Về phương diện lãnh thổ, quân đoàn 2 đã mất gần hết các tỉnh thuộc vùng cao nguyên, đó là các tỉnh Pleiku, Kon Tum, Đắk Lắk và Phú Bổn. Với các tỉnh còn lại là Lâm Đồng và Tiên Đức, cùng toàn bộ các tỉnh ở vùng Duyên Hải đang bị đe dọa rất nặng nề. Các hậu quả dây chuyền tiếp theo là việc Việt Nam Cộng Hòa phải rút lui khỏi tất cả các vùng lãnh thổ ở quân đoàn 1 và quân đoàn 2, sau khi bị áp lực nặng nề của quân Bắc Việt, sau đó kéo theo sự sụp đổ của Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Có những người lính biệt động quân trong cuộc triệt thoái đã phải băng rừng trong nhiều ngày liền, cạn kiệt thức ăn và nước uống. Họ dìu dắt nhau cùng người thương binh, máu vẫn còn ướt đẫm. Và cũng có những người đã nằm lại mãi mãi trong rừng sâu, không một nắm mồ, lạnh lẽo và cô đơn. Tuy nhiên, lịch sử sẽ nhắc tên anh. Xin được tri ân các anh, những người lính Việt Nam Cộng Hòa.
sau lưng ôm mong ước gì. Tôi là người vui chinh chiến dài lâu nên mộng ước đầu nghe như đã chìm sâu. Từ mây thâu thanh cô nàng vừa ca, chọn kiếp yêu anh linh khổ xa nhà. Giữa rừng già nghe tiếng hát thật cao, nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu. Sao không hát cho người giết giặc trên cầu, khi buồn lầy mờ phai sắc áo nâu. Trong khói súng say thành mắt quầng sâu mất ngủ, tàn đêm khói lửa giờ chỉ cần hai tiếng mến anh. Sao không hát cho những người còn mãi mê, lá rừng che kín đường về phồn hoa. Không hát cho những bà mẹ già đêm nhớ con xa, hay hát cho những người vừa nằm sương chiều qua. Rừng lá xanh xanh lối mòn chảy quanh, đời lính quen yêu gian khổ quân hành. Nghe từ ngày thơ tiếng súng chiến miền, đánh giặc lâu bền cho non bình yên. Lời hát xin gây rung động thật lâu, đừng hát như chim trên rừng lá sầu. Xin thật lòng trong câu hát đầu môi, như lính giữa rừng yêu lá thấp mà thôi. Như lính giữa rừng yêu lá thấp mà thôi.